Số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay giảm 6,37% so với năm 2018. Đây được xem là một tín hiệu tốt trong công tác giáo dục phân luồng cho học sinh, cũng thể hiện nhiều phụ huynh học sinh đã đánh giá đúng năng lực của mình. Và đại học không còn là con đường duy nhất để lập nghiệp. Tự nhận mình học không tốt, cộng với hoàn cảnh gia đình có khó khăn. An năm nay thi Trung học Phổ thông Quốc gia, nhưng chỉ để tốt nghiệp mà không xét tuyển đại học. Nếu mà nói thật ra thì học lực của em không phải là quá xuất sắc, nó chỉ là ở mức bình thường. Cho nên là em đã xác định là sẽ không thi đại học, mà thay vì thi đại học thì em sẽ chọn cho mình một ngành nghề, hoặc là có thể em sẽ đi học nghề, hoặc là chỉ lấy bằng tốt nghiệp, sau đó em sẽ kiếm cho mình một việc làm. An cũng không phải là trường hợp duy nhất chỉ xét tốt nghiệp ở lớp năm nay. Học đại học thì 4 năm, em tính là nếu trong vòng 4 năm mà học đại học thì mất nhiều tiền, mà khi mà ra trường thì cơ hội việc làm cạnh tranh cũng rất là khốc liệt. Cho nên là em muốn là sau khi tốt nghiệp thì có thể là tìm việc làm ngay, hoặc là có thể là đi học tiếng để xuất khẩu lao động. Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia của tỉnh Ninh Bình là hơn 8.900 em, ít hơn so với năm ngoái gần 700 thí sinh. Trong đó, lượng thí sinh chỉ đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp là hơn 2.700 em, chiếm 29,8%. Số học sinh lớp 12 là hơn 2.600 em, thí sinh tự do là 26 em. Chúng tôi cho rằng năm nay thì cái phân luồng là đã rất là rõ. Nhiều học sinh là chỉ có xét tốt nghiệp, nhưng mà cộng lại cái cơ chế tuyển sinh của các trường đại học thì một số trường cũng rất là mỏng, thậm chí là cũng chỉ dựa vào kết quả học trong 3 năm. Cái thứ hai là hiện nay là cái sự phát triển bùng nổ của các khu công nghiệp, thì rất nhiều các khu công nghiệp đã tuyển cái lực lượng lao động, các em chỉ cần học trường nghề là có thể có việc làm ngay. Cộng với một cái khó khăn hiện nay đó là cái sự tốt nghiệp của một số trường đại học, cái kết quả tìm việc cũng rất là khó. Trên cả nước, năm nay lượng thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp mà không đăng ký xét tuyển đại học cũng tăng so với các năm trước. Thế còn đối với cái tỷ lệ mà đăng ký xét tuyển đại học giảm nhẹ thì chúng tôi cho rằng nếu như có thì nó cũng là cái có thể là cái kết quả phân luồng trong cái thời gian gần đây. Tuy nhiên cái này nó không thể hiện rõ ràng. Và đối với cái kết quả đó thì chúng tôi cho rằng những cái trường đại học có chất lượng thì cũng hầu như là không ảnh hưởng và không có gì phải lo lắng. Thế còn đối với những cái trường không chất lượng thì nếu như nhìn đó như là một xu hướng thì cũng cần phải nâng cao cái chất lượng của mình thì mới có thể thu hút được học sinh. Đa số các thí sinh vẫn chọn các trường đại học có chất lượng để đăng ký xét tuyển. Trung bình mỗi em năm nay đăng ký 4 nguyện vọng. Đây là tín hiệu đáng mừng khi các thí sinh bắt đầu có định hướng xác định thế mạnh, sở trường, năng lực của mình vào các ngành nghề.